Với sự phát triển mạnh theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đã gia tăng dân số cơ học mạnh mẽ ở Bình Dương, chính vì vậy trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, tỉnh luôn chú trọng vấn đề đô thị hóa và phát triển đô thị. Có thể nói ở Bình Dương, công nghiệp đi tới đâu, đô thị hóa nhanh tới đó. Các khu công nghiệp đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư đến xây nhà máy, đưa công nhân người lao động về sản xuất. Qua đó, hình thành phố thị và các khu mua sắm mọc lên rất nhanh. Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa của Bình Dương đạt 84%, thuộc hàng cao nhất trong cả nước. Điều này cho thấy tốc độ phát triển của tỉnh Bình Dương rất cao, trong đó phát triển đô thị đóng vai trò quan trọng thông qua việc nâng loại các đô thị, thành lập các thành phố thị trấn, các đô thị mới trên địa bàn. Cùng với đó là đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn về hạ tầng đô thị theo quy định loại đô thị, nhất là hạ tầng y tế, giáo dục đào tạo, công trình văn hóa công trình dịch vụ thương mại và nhà ở thu hút nhiều thành phần kinh tế đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Các khu đô thị mới, các khu đô thị cũ được cải tạo chỉnh trang, đảm bảo kết nối về hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ. Các tuyến giao thông vận tải hành khách công cộng kết nối nội tỉnh và kết nối với vùng thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, hiện nay về cơ bản Đô thị Bình Dương có kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đạt nền tảng của đô thị loại 1. Sở xây dựng cũng đang xây dựng cái đề án về phát triển cây xanh trong đô thị. Thì theo đó là sẽ phát triển nhiều công viên với quy mô lớn phục vụ cho người dân trong đô thị. Cái vấn đề tiếp theo đó là cái công tác chỉnh trang đô thị thì cũng sẽ tham mưu cho quan tỉnh ban hành nghị quyết về chỉnh trang đô thị ở các đô thị hiện hữu trong đó là quan tâm đến các cái khu đô thị sau khi được chuyển đổi công năng rồi các cái hạ tầng ví dụ như là các cái đường hẻm sẽ cứng hóa bê tông hóa các cái đường hẻm và sẽ cung cấp các cái hạ tầng thiết yếu đó là cấp nước thoát nước điện chiếu sáng để đảm bảo cho cuộc sống người dân trong đô thị ngày càng tốt hơn xây dựng một xã hội hài hòa nhân văn bền vững là một triết lý văn hóa phát triển của tỉnh xuyên suốt trong đó nhân dân luôn là trung tâm của sự phát triển và mọi đường hướng chính sách chính vì vậy Đối với Bình Dương, thành phố thông minh được định nghĩa như một hệ sinh thái năng động, sáng tạo kết nối. Trong đó, mọi thành tố liên tục được cải tiến, đổi mới và tối ưu hóa không ngừng nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Bình Dương. Với hướng đi bài bản, vùng thông minh Bình Dương đã được gia nhập ICF và 5 năm liên tiếp được bình chọn là nhóm 21 thành phố thông minh tiêu biểu Smart 21. 3 năm liên tiếp nằm trong top 7 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu thế giới. Tôi đánh giá cao việc đặt con người làm trung tâm của sự phát triển, ưu tiên phục vụ người dân, cộng đồng. Tôi đã đi khảo sát thực tế và thấy được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với cộng đồng và tôi rất ấn tượng với chương trình nhà ở xã hội. Đây là một điểm rất đặc biệt tại Bình Dương, phù hợp với đặc thù của tỉnh nhằm chăm lo cho người lao động, tạo điều kiện cho họ sống sum vầy cùng gia đình, người thân. Từ đó sẽ gắn bó và làm việc lâu dài tại Bình Dương. Nhằm tiến đến đô thị thông minh, công tác quy hoạch xây dựng của tỉnh đã được quan tâm đến vấn đề phát triển đô thị bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường ứng dụng triệt để chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong những dự án cụ thể để xây dựng và phát triển bình dương ngày một thông minh và đáng sống hơn